Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin gửi tới quý khách hàng trong video này dự án 16 căn thuộc Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội mọi người ơi, với cái giá chào bán thấp nhất của khu vực này 2 tỷ 300 triệu đồng. Cụ thể ngày hôm nay thì Ngọc Ánh sẽ quay căn hoàn thiện xong xuôi rồi, chỉ việc dọn đồ về ở thôi, thì giá nhỉnh hơn một chút nha mọi người, giá từ 2 tỷ 730. Và cụ thể căn này là 2 tỷ 750 với thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Nam, ngõ trước nhà là 2m2, cách trục đường ô tô đi lại 150m, nhà là 34m2 trên sổ đỏ, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Từ vị trí căn nhà này cách với lại chợ Hà Đông khoảng tầm 500m thôi mọi người nha, rất là thuận tiện đi lại. Sổ đỏ chính chủ, giấy tờ hợp lệ, giấy phép xây dựng từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước từng căn. Căn nhà này với hiện trạng trong video này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay được. Chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với căn nhà này, quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 1,3 tỷ đồng là quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình vị trí thuộc phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây chính là vị trí cụ thể của căn nhà với mặt tiền 3m4. Và với thiết kế, cửa chính của ngôi nhà là thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa sắt kéo và bên trong là cửa kính và gỗ mọi người ạ. Đây, Ngọc Ánh đang đứng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế như sau: tầng 1 là xây đúng với 34m2 và trên tầng 2 thì có xây đua ra được một chút. Cụ thể Ngọc Ánh đang đứng ở đây là khu vực để xe máy rất là tiện lợi. Về phần hoàn thiện nhà này, gạch lát nền kích thước 60-60, sơn là màu trắng, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện xong xuôi và đầy đủ hết rồi. Mọi người tiến theo Ngọc Ánh vào vị trí căn phòng bếp của ngôi nhà. Với căn phòng bếp đây mọi người có thể nhìn trên video, màu rất là đẹp, thiết kế tủ gỗ và sơn toàn bộ là màu trắng. Đồng thời đây chính là điều đặc biệt của căn nhà này, căn nhà hai mặt ngõ nha mọi người. Đấy, Ngọc Ánh xin nhấn mạnh với quý khách hàng, căn nhà này có hai mặt ngõ thoáng trước và thoáng sau. Đây, để cho các quý khách hàng biết, mặt ngõ đằng sau là 2m mọi người ạ. Đấy, và có cửa ở đây, có cửa ngách bước ra phía đằng sau. Phòng bếp của ngôi nhà đây chính là cái căn phòng bếp rất là tiện ích như thế này. Sơn toàn bộ là tủ gỗ màu trắng, hệ thống phụ kiện bếp lắp đặt inox 304, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Vòi rửa bát và chậu rửa bát đều được lắp đặt và hoàn thiện đầy đủ. Kính ốp bếp Hải Long và toàn bộ mặt bếp là được ốp đá màu vàng granite. Đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Phòng bếp rất rộng và cửa đây mọi người nhìn này, ở đây còn có cả một cái cửa sổ nữa, rất là thoáng. Ngoài cửa ngách còn có cửa sổ. Đây chính là phần để tủ lạnh, rất là gọn đúng không ạ? Từ vị trí của ngôi nhà này thì rất là gần với những cái trường cấp 3, trường cấp 2, trường gọi là trường điểm của quận Hà Đông luôn mọi người ạ. Gần với trường trung học phổ thông Lê Lợi. Đây là tầng 1 có một nhà vệ sinh, đầy đủ về bồn cầu liền khối cũng như là vòi xịt, vòi rửa và toàn bộ hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế là gỗ lim. Và ở phía cầu thang được ngăn cách với lại phần ở ngoài để xe là các vách gỗ CNC trang trí khá là đẹp mắt. Toàn bộ mặt bậc cổ bậc cầu thang là được ốp đá đen trắng granite tạo lên một cái không gian tinh tế cho ngôi nhà. Mời mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà theo kiểu hiện đại nhất của các chủ đầu tư hiện nay thì là phòng khách để ở phía trên tầng 2 mọi người ạ. Toàn bộ phòng khách độc lập riêng biệt ở trên tầng 2, có cửa sổ mở ra cái phía đằng ngõ đằng sau này rất là thoáng. Và ở phía phòng khách thì là được lát sàn gỗ công nghiệp, trần phào thạch cao, thiết kế rất là đẹp, vách CNC rất là hài hòa. Đây, ở đây còn có một cái tủ ở dưới vách này nữa mọi người ạ, tủ nhỏ nhỏ. Đó,
Đấy. Để ít đồ lặt vặt, phòng khách rất là rộng nha mọi người. Và được lát sàn gỗ công nghiệp. Ngoài ra còn có một phòng ngủ ở phía tầng 2, được ngăn cách một cái bậc giật cấp đi lên đây. Đó. Và hành lang đi vào phòng ngủ tầng 2 cũng được lát sàn gỗ nha mọi người. Đây chính là phòng ngủ tầng 2, rất là thoáng với cái diện tích căn phòng ngủ này, nó rơi khoảng tầm 12m2. Và có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài này rất thoáng. Chủ đầu tư có lắp đặt đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa của từng căn. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Toàn bộ cửa thông phòng của các phòng ngủ được thiết kế là cửa gỗ lim, vô cùng chắc chắn. Ngoài ra tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế một nhà vệ sinh rất là rộng, đầy đủ về bồn cầu liền khối, vòi xịt, vòi chậu và hệ thống sen tắm nóng lạnh, quạt thông gió và ống chờ dây, chờ bình nóng lạnh nha quý khách hàng của em. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 3. Phòng ngủ này thì rộng hơn phòng bên ngoài một chút nha quý vị. Phòng ngủ này thì rơi vào khoảng tầm 14m2, vuông vắn, nhà vuông vắn và hai mặt thoáng. Tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà đều được thiết kế trần thạch cao nha mọi người, rất là đẹp. Và trên tầng 3 của ngôi nhà này thì không lát sàn gỗ nữa, thay thế vào đó là lát gạch 60-60 vân gỗ. Đó, cửa thông phòng đây ạ. Với vị trí căn nhà này gần như là trung tâm của quận Hà Đông luôn, đầy đủ tiện ích công năng cho một hộ gia đình sử dụng và cái giá thì vô cùng hợp lý nha mọi người. Căn thấp nhất ở khu vực Hà Trì này là 2.300.000.000 và căn Ngọc Ánh đang quay là 2.750.000.000 đồng. Tầng 3 của ngôi nhà cũng có một phòng vệ sinh nữa. Đây ạ. Được thiết kế tương tự như tầng 2 thôi, đầy đủ về hệ thống sen tắm nóng lạnh, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt và đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Vậy thì còn tầng 4 nữa thôi, mời mọi người theo Ngọc Ánh lên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhá. Bước lên tầng 4 của ngôi nhà thấy rất là mát và đây là có giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau, gồm một khu vực sân phơi. Đây ạ. Rất là rộng. Mọi người có thích trồng cây, trồng hoa ở trên này thì quá là ok luôn, bởi vì cái khoảng không của cái ngôi nhà này không gian rất là thoáng. Đây là khu vực để máy giặt. Đó. Và còn một phòng thờ nữa mọi người ạ. Còn một phòng thờ ở phía trên tầng 4 của ngôi nhà. Đây là phòng thờ. Rất là rộng nha quý khách hàng. Đó. Phòng thờ cũng được chủ đầu tư là thiết kế là cửa gỗ. Vậy thì quý khách hàng còn chần chừ gì nữa mà không gọi điện ngay cho Ngọc Ánh để biết thêm thông tin chi tiết về vị trí cụm dự án Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội với cái giá 2.300.000.000 đồng, quá là hợp lý. Nếu như mà quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này thì có thể bốc ngay điện thoại lên và gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhá. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và nhớ vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.